các bạn nha. Rồi chào các bạn, luôn. Rộng hiện tại hồi chiều mình vừa xuống lưới dính con cu nha mấy bạn. Mở hàng nha. Trên này mấy tay? À, 4 tay. Rồi lời nói đầu tiên cho kênh Sông Bắc Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần làm động lực để làm những video tiếp theo nha. Thì tối nay giờ này trong khoảng 7 giờ 15 mấy bạn. Thì tối nay ba anh em mình tiếp tục đi đánh cà cuốc nha mấy bạn. Thì cái thằng áo trắng đó là sư phụ nha, áo xanh là đệ tử. Rồi thì bữa nay mình chơi lớn nha mấy bạn. Bữa nay cái miếng ở trên này mình ấy có đèn quá hay vậy? Miếng trên này mình đánh 4 tay, miếng cũ với 4 tay là tổng cộng 8 tay nha cả nhà. Hy vọng bữa nay anh em mình sẽ trúng lớn đầy cái gọng này nha. Chắc số lượng nhiều quá nhiều khi mình đếm không nổi, cái gì mình về mình tổng kết cho mấy bạn xem nha. Anh đi cái bờ này nè, anh xẹt qua hai bên. À. Bờ này bên đây luôn ha. Ờ, bờ này nè. Thì khi nào tới tay lưới nào có dính cái mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi. Anh em mình đi đuổi rồi. Anh đi với ruộng luôn hay vậy? Rồi nào tới lưới có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Mấy anh em mình đuổi nãy giờ ra tới lưới nha mấy bạn. Bển dính mấy con hả? Không, khúc này không thấy. Bên tay chịp dính con màu hả? Rồi con bay bổng lên hết biết luôn. Con nó một ù đó bay muốn nổ nè. Bên kia dính 4 5 con rồi. Còn ta này chỗ nãy dính chim én mấy bạn ơi. Nào. Dính chim én gỡ thả. Chim én. Mùa xuân theo án về. Rồi kia dưới rồi. Tay đầu tiên dính có một con à mấy bạn ơi. Tay tiếp theo mình thấy gọi thấy dính con 4 5 con gì kìa. Cái bên kia hả? Cái bên nè. Nè. Đó đó. Một con. Vô. Bởi này theo như mình canh canh giữa đất mình muốn người ta một cũng được nha chị. Không cần thiết phải giang hai tay phải lúc. Rồi. Nè, chú qua luôn. Qua miếng kia gỡ đi. Rồi thằng em mình nó gỡ chim én đó các bạn. Qua gỡ tam đây, kế bên rồi. Đi qua luôn. À, đánh. Mình văng hơi xéo ha. Tại tay văng không hết miếng đất hả? Quá nước các bạn ơi. Thấy con chú nằm dưới chà bá kìa. Ồ, chắc nằm tới chú quá. Nằm tới chú nằm liệt đẻ ở dưới vậy. Con này bự dữ. Con nái này. Trời nước nó ngập nó ướt chết. Này chắc cũng được 5 6 con nha mấy bạn. Này. Này nó chui giống túi này hay gì nè chép. Có. Con này nái nè. Rồi nghe mình bên đó nó gỡ dài đó nha mấy bạn. Ừ, cứ gỡ đi rồi nữa tổng kết sau đi chứ đếm nhưng mà bữa lâu quá. Lâu lắm. Cứ gỡ đi anh bấm máy về. Bên này tới 8 tay đang mình đếm cái này thì mình gỡ chắc tới cả 11 giờ mình mới có xong mà. Kiếm xong làm dữ bạn. À. Sửa sửa lại gì? Chưa, ê, ướt nhảm luôn kìa, lúc luôn kìa.
chỗ này cái gì sâu dữ vậy? Rồi bước qua. Rồi. Tiếp tục. Chấm má. Chấm má cũng được mà ta cút được à. Cút nó bự. Mấy con chim di cư về nhỏ quá. Con này quắn đâu tôi nhìn tôi không biết đường. Quá quắn. Rồi nè, con này chút xíu vượt luôn nè. Quá chạy tùng rồi chứ. Gần cả chục con là ngon bơi. Quá trời tùng bởi vì nó khó gỡ. Chỗ góc này nó vô cái tùng cái khó gỡ nè. Cái 6 7 con. Nó đi đi mép bên vậy đó. Đi theo bài đàn mà. Con này dính mép nào mà nhìn không ra luôn, nó quấn quá quấn. Cho nó rách mặt lưới đi. Đó, đi con đó. Kêu đâu kêu sợ bên miếng đất. Ủa sao tay này làm gì thấp như ta, không có gì trên hả? Có đâu cò gì nó quằn gì luôn anh Tâm ơi. Dính con nào ở trên cao á, con nào nó gậy xuống rồi đó, đâu có gì trên đâu kìa, tuột mỹ dưới luôn kìa đó. Dính cò đó, 2 3 4 con này quằn gì phải không quên. Em mình gỡ lâu quá, hồi để chừng sau này đi nãy gỡ nhanh nè. Trời ướt nhẹp ta chân, hồi chắc chết chân quá chị. Đánh cô ừ. Chị ướt cánh chị không nói. La quá la. Ai con trống nó mập như con heo quá. Con cà cuốc mà mập như con heo luôn ha. Ừ nè, cà bá nạ anh á. Không mấy con cà cuốc. Đó. Nó kêu Mỹ đồng mày. Tay nó tay kia. Tay chút để nước cho chị. Ừ. Được ngon nhẹ thôi. Nước con ướt bây giờ. Ba chả kìa. Kìa gì mới hứng đấy luôn nha tao. Tá mạnh hai nó kêu đó. Ừ. Tá thì chơi kêu như thổi vậy. Để cái đứa máy bà trụng vô quấn ốc nổi. Tùng thấy ghê. Có cây đẩy lưới lên không? Gì đâu bữa dùng đi đi bay lên hút phải rồi. Không có anh hai buông ra bật lên, mình đánh con này cũng không cần cao. Đúng ra này mình nâng lưới lên chút này ha chị. Ờ, ơi, cái này nó dính nó quằn gì vậy? Cái nó ít dính phải anh Tâm. Ừ, quằn xuống rồi. Mới có 4 con mà quằn gì đâu có dính được. Mình cán này cũng hơi thấp nè, cái viền dính hơi thấp mà. Phải không? Cái viền thứ hai nó hơi gần cái bên đó. Này bữa nay chắc mình đếm hết nổi luôn rồi, nữa về tổng kết sau đi các bạn ơi. Để 8 bao liền. Bữa nay chơi chặn lớn nha. Hôm nay mấy ngày mình tay mới à, còn 4 tay chơi còn điểm cũ nha các bạn, chưa đi về được, chưa có đất đi về. Hôm nay mấy ngày mình đánh chặn lớn mà. Con này nè, con này quá chặt nó mập. Nó kỳ lớn xuống rồi. Không, nãy giờ con mập không à, chưa có mấy con kia. Quá trời nó kêu quá luôn rồi. Đó, quá trời nó kêu luôn nè. Mình còn bảnh tới hai tay nữa hả chị? Mà có một tay giữa đâu là tịch tiếp phải không? Tay giữa là cái tay mình hưng căng tay 50 mét đó vậy. Em nữa nha. Quá trời dư quá nè. Miếng bên đó là chị em ưng miếng này nè, mẹ ổng chỉ ổng nói miếng này nhiều chứ em nói đâu nhiều bằng miếng đó. Miếng đó cái thế gà nó vừa trầm lắm. Vừa. Cung cung. Rồi bây giờ ông với anh hai đi vô đường đó, đem vô đường này, đi ra ngoài mới lùi chỗ này vô luôn. Anh Tâm.
có rồi, từ miếng qua tay thứ ba mình bấm máy cho cả nhà xem nha, hai tay rồi anh hai ngồi tay luôn cũng được. Mình lùa từ miếng đi, tại vì miếng nhiều rồi mình lùa cố tình. Mấy em mình đang đủ vô tay này, tay này nãy mới gỡ được 6-7 con, giờ đủ vô đường con. Đường con nữa hả? Tay này đường con. Mấy con nãy mập nè. Sao làm gì ai ra bò nhất chân vậy? Biết hả? Bởi trên đây nguy hiểm quá. Ở trên này nó động quá mấy bạn ơi. Trên này người ta lên lớn nữa kìa. Hay đây các bạn. Đặt chuột hay gì á? Chuột chăm coi hết. Rồi chịu có người đặt chuột nữa. Trên đây sáng bên lớn hai đàn nữa kìa. Đẹp. Sáng là cái gì văn tắm câu thăm câu sớm. Ông đi sớm biết gì không? Nhưng mà ông chậm chậm hay vậy? Ông đi sớm nhưng mà ông đừng có ra thăm. Ông tôi hiểu ý nó không? Miễn mà ta lại lưới ông quơ đèn lên gặp lại chặt cả. Ê, cái này tôi chắc cũng có mười mấy con đó ha. Ừ, cho chụp rồi. Bà về tổng quát đi mấy bạn. Rồi, mình đi qua mấy tay mình kêu quá trời. Mấy người đặt cắm cầu ếch với mấy người sâu chuột gì cái trời cũng ăn. Hơn người ta thăm của mình à. Đi qua mấy tay cái tay này mấy bạn ơi. Dạo ơi, đợt này mấy nay mình vô mánh này. Có đem cái gỏng theo không? Trời trời lúng. Quá rồi. Sắn bực bực thế, nó sắn bực bực chưa kìa. Kìa anh gọi từ đây qua tới bển cho kìa. Mấy bạn xem đi rồi ở sao mình gỡ, ở sao mấy anh em gỡ. Ê trời trời ơi, kể vái kìa, kể đừng cả đi nhóc ở trên, mấy anh em làm gì sao mình đuổi theo ý mình được kìa. Đèn lên bển bên đây gì đi lưu trong, trong này mình đi lùa dài ra cái nữa anh tâm rồi. Rồi. Quá trời ơi. Đúng vậy. Rồi giờ nằm dưới kìa. Bay đi rồi, nó bển đây kìa. Hết. Này con gỡ con này đi. Trời nó bay. Con này cũng ra mấy ổng chấm đội nữa kìa. Ừ chấm đó. Chấm bởi ra nè. Mập nào mấy quay. Vậy nó toàn vòng vòng đây không ta? Mấy con cái nè, anh nghe để ý đi nha, bữa nay tao rồi con cà cút này, con này em dễ đánh lắm. Ừ. Cái con kia khó đánh, còn con này dễ. Con kia anh nghe nãy giờ bài hát hát bài trời không? Là đâu có nghe phải không? Ừ. Đâu nghe. Đâu thứ bình đắc bình kia đâu. Cái thứ này đánh đúng chưa? Đã rồi nó nằm nữa hả? Ừ. Nước hả các bạn? Mà chịp. Nái không? Nái gì này? Để nè, để quá trời ướt nhẹp nữa chứ, hỏi chết nữa chứ. Cái mình bay cho mình miếng đây cái bài tập đi tàu lao. Ồ, ba đèn. Ba bên kia hai người. Bên kia sao ếch ta đi bờ mấy người nãy. Tại nó coi gì nó ăn chuột. Hai cái giữa thì nó dư nhiều gì. Con này cũng như xin nghĩ mình không có thăm đó. Nó trả đi ra bộ thề thề cho có thăm. Nó không biết nữa, để mình đi đổi ra nó trả mấy cặp đi. Lẩm qua người hết thì sáng là kiểm soát được chứ. Đáng này, đáng đó đi. Bữa nay không có đi, không có đếm được nha mấy bạn. Ừ, quá nhiều đếm nó nói luôn chân nè. Như vậy tay này nó gần 20 con rồi. Ôi ơi, anh bả cái con gỡ cái con nó lội cho. Nó lội cho đang nè mấy bạn ơi. Con nãy vô mà nó hướng như vậy nè, sao gỡ nổi không? Là gỡ không nổng luôn đó chị. Ông cao thủ gỡ gỡ chim hay là ông gỡ này coi. Nè, nghe mấy bạn, mình là con này mình thấy mình thua, mình tính xé lưới mà ở đây có cao thủ, mình để cao thủ đi. Mình cao thủ bẫy rắn, con đó cao thủ bẫy chim mấy bạn. Chứ con này mình nhìn thấy nó mình tối tâm mày mặt cho nó quấn thời nào đâu. Vắng đi cái nghe nó loạn trên này nè tao.
thì nó trên đó đó mà, dễ trên này anh đâu lấy vô được đâu đó, sao lấy được nó nè, xe lấy quấn xe xe hay khó gỡ nè mấy bạn coi nè, nó treo cũng đẳng hơn mấy bạn. Đó, bạn thấy không, ba cái đèn bởi vì toàn là địch không mấy bạn ơi, nguy hiểm quá. Chết cái là gầu đó, nghỉ không có ăn được mấy bạn. Hôm nay mình đi chạy dễ chút là tiêu. Này nhóc nhóc mà. Mấy con nó phát vậy. Ừ. Nó nhóc phát vậy. Rồi nó gặp mình nó vô kìa. Đâu, con nào đâu? Con này nè. Đó, con này nè. Nè. Xe gớp. Cậu để chẳng sao đây với mấy con nhỏ này đây. Nè, nè, gỡ nó đi. Không đổi đâu. Chưa có bạn trả tiền. Hiểm quá. Rồi, cưng gỡ con này đi. Làm nghề mấy nghề bà cậu này trời cho ăn hơn các bạn ơi, chứ đừng có gặp có ai hút cái đó trời không lấy lại gấp 10 lần đó nha các bạn, nên là của mình thì mình nhận trời cho ăn mấy dạng các bạn. Bạn rút kinh nghiệm cái này, nghề này bà cậu mà hên xui mình đi đặt hay đi bẫy hay đi làm cái gì đó mà gặp đồng nghiệp thì của đồng nghiệp thì các bạn cứ để cho đồng nghiệp sao để vậy thôi, không có đụng tay vào. Rồi lại đắng gỡ đi. À, con này là thằng ní tôi nó gỡ khó nha mấy bạn. Còn tôi thì cái gì cũng biết chứ, nghề gỡ chim thì làm tạm được. Đó, à, sao? Gỡ vô trời, trời nó quá. Này nè, một cục lưới vậy nè mấy bạn. Nó mập nữa mấy bạn. Cầm vòm tay chứ. Hôm nay tôi chụp mạng qua hình nha, đẹp đẹp cho rê không? Chứ hôm nay chụp ảnh qua hình nha, đẹp kìa. Ê, chắc cái gọng rồi không đưa qua em anh ha. Ông mắc cầm cái đó rồi. Rồi, tay tập mấy. Nè. Quá rồi mấy bạn, bữa nay chôn nha mấy bạn. Còn 4 tài cũ là mình chưa tính rồi đó. 4 tài cũ chắc dính hết rồi mấy bạn ơi. Không, chưa chắc, hồi nãy nước vô chiều thấy nó bay chứ nhiều lắm á. Cái tay này nó dính. Bây giờ chưa có dính con nào mà thấy con... Dở dở lên coi có thọng dính không nha. Con ta lưới mở hàng dính con đó mấy bạn. Con khi nó khác nha. À. Chứ nãy giờ là tôi gỡ mang này không, tôi khoái mang này. Mang này không dễ ăn, dễ bắt. Con đó là đàn anh đàn chị đó. Con đó khó bắt nó bóng trời luôn. Đó, ở bên còn kêu nữa đó. Đó. Ôi, nó kêu. Mang này nó quậy quá trời, nó quậy này chứ. Ha mấy bạn, mình gỡ là vậy đó. Để im im là ngon luôn á trời. Im mình đuổi từ tật như nãy vậy. Từ mà lụm. Ê cái này vô mình uống ly phê ha. Uống ly phê chừng nửa tiếng thì cái gà đủ cái nơi ha. Dạ. Nửa tiếng hồi. Trời hai kìa em thức theo nổi không á. Chứ bữa nay là siết được. Siết mà bữa nay siết cái vuông, ba vuông này được. Đuổi nãy giờ là đuổi không có được con đó, nó còn đứng lại nữa. Nó có trứng anh hai biết sao nó nằm yên ghe à, nó không bay. Mà mình thơm thơm sao nó nặng ra. Với lại nó đi gì nào, đi là nó cái cuốn chặt hai bên mà mình đi cái đó. Đi nó là nó sẽ ấy. Con này nó không bay luôn chứ gặp gì nãy giờ bay trơn bay rồi. Còn cái nào nữa không? Hết rồi. Còn gì nữa đây? Còn chặn sao đi. Nãy con định tính chụp càng chịp nó vui. Rồi. Quá đã mấy bạn ơi, một gọng luôn. Rồi còn tay nữa không? Đây ngay qua luôn nè. Rồi còn tay nữa nha mấy bạn. Bây giờ mình lại đây nè, lại đây lỡ qua luôn. Lỡ qua mình đi vô đủ chạy vô. Rồi cái tay đó mấy anh em mình đang gỡ ở bên mấy bạn ơi. Nó ngay chỗ đèn mình gọi nè. Hả? Đó, ngay chân mấy anh em mình đang lý do là có cái mương nha mấy bạn, mương sâu lắm mình không lội ra được. Rồi để cho mấy anh em mình gỡ đi nữa mình vô mình tổng kết nha mấy bạn, xa quá xa đang gỡ ngoài nha. Có mương mà mình không lội ngang được, sâu quá. Rồi, nào có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha, đang đi quá trời mưa rồi mấy bạn. Ồ, bữa nay mình lũi vô nhà của ông, của người dân, của ông chú nào không biết mình trốn mưa luôn. Đây, hai anh em mình ngồi kìa.
Thành quả bây giờ như là còn 4 con, ố 4 tay nữa nha. 4 tay lưới cũ hổng gà mình thăm đó, bạn chưa thăm nữa, này mới 4 tay lưới mới rồi. Này có 20 trên 20. Rồi. Trên này hả? Này từ giá 30 qua mấy chú. Đây cứng lặng luôn mấy ơi, cứng rộng luôn cái này một hồi gì à. Mà hai các bạn. Mình bỏ gọng này ở nhà mình lấy gọng khác quá mấy bạn. Quá trời. Chớ giờ con này đè lên con kia chắc tách theo không được quá nè. Nó nè quay nè thấy không? Con này nó nằm lên con kia vậy ở dưới sẽ ngợp. Rồi quá trời anh em mình đây tạnh mưa đỡ đỡ mưa chút xíu nữa nha các bạn. Quá trời mất mưa. Nè tới tôi lấy cái dính bấm máy cho các bạn xem. Anh em mình tới 4 tay đầu dưới nghe mấy bạn, hai tay bên kia nãy không dính rồi, mình không có bấm máy cho mấy bạn xem tay này được như được mấy con, hai con hả? Tay này như con tay à. Không dính nào chứ không gì tay được con nữa hả? Rồi được hai con nhổ lông đi, mấy này mấy tay cũ, mấy tay cũ hổng gài bắt muốn hết mấy bạn ơi. Còn đi nữa nó cũng nhát lứ rồi. Anh thằng con này dính cái gì vậy? Trời kêu ngoài. Chịu lắm nó kêu ngoài luôn. Bởi chịu tôi thấy nó chết ngoài lự chân á. Anh hai thấy vợ ra xích đầu bờ không? Mấy tay nãy mấy anh em văng túng ngoài đầu bờ không đó. Nó ở ngoài đầu bờ nhiều hơn ở trong. Bây giờ anh hai vô trỏng giữ cái lòng đi nghe anh hai. Thôi ngồi đây đi, lỡ có dính hơn sao? Không có, em đuổi đuổi mấy bển, không có đuổi miếng này. Đuổi gì ngồi mấy bển. Ừ, anh ra ngay bờ hả? Mình soi cái gọi cái lòng cái nha. Ừ. Chiếc xe. Cái không có mắc cái xe không có sợ đâu, ông bỏ cái gọng cái nào. Bỏ gọng tuốt mà bờ này nè. Trời ơi tuốt mà bờ không có mắc đâu sợ. Quá trời nó kêu à. Anh thằng em vừa bước ra tới ngoài này một hồi chiều rồi mình thấy chó cắn tôi nói không đó. Ừ. Chịu cắn như mình chiều quá trời sao về được. Mà cả đàn để đi miễn dịch cho ăn đầu trong gà đầu ngoài không. Nó không ở đầu trong bởi mình đi dọ hổm gà mình thất bại gì chị. Tặng lỗi khúc trong không đâu biết đâu. Với lại bây giờ mình lùa cho tảng đi tối cho đảo đảo còn cái khúc ở dưới anh hai là mình không có ấy được, mình đi theo thăm nước rắn mình đứng đó là chưa có tới cái khu trên đây thăm dưới à, mà chị em lộ đầu bờ có người dân nè, có người dân đứng dân trên nè, tính thấu lên mà thấu không được à, nó dân nép chân trên đè lên nước rắn không còn lại dính đâu chừng 3.800 tua con quỷ này mạnh lắm nè, bên đây toàn là thứ này không nè. Ê, sao mà giấc này mình gọi thấy mập anh Tâm mà sáng thấy nó ốm kỳ không? Con này mập nè, có con ốm còn mập chứ. Bực bực nãy giờ cũng cỡ chục mà. Phải vậy thôi chứ thua. Mình gửi chuyên nghiệp là mình xé gì không đó mấy bạn. Đó. Mình còn chuyên nghiệp nữa nghe bạn. Bữa nào khó quá mình đem cái kéo, mình nhấp lỗ ra cái lấy nó gài còn khô. Này nè cầm đi em Vũ, này nè cầm đi. Thấy sữa lại có tùng thấy êm không mà rồi đây hai tay hai con nha các bạn, khoảng hai trở về đất chỗ cũ mình đi ra đi đẹp trai không. Rồi thôi mình đi bánh ngồi đó mình đợi hai anh em mình đi đuổi nha mấy bạn, hai qua bờ đó trở về rồi. Ok tất cả các bạn nha, thì tới đây anh em mình đã thăm hết 8 tay rồi. Tổng số là nhiêu nữa mấy bạn? Nó cứng lòng luôn rồi mấy bạn ơi. Này mình cũng không biết nhiêu không con, biết nhiêu con, con nó cứng quá nhiều lòng rồi. Thì cho anh em mình kết thúc cái clip bữa tối này nha. Thì sáng tổng kết. Sáng hai anh em mình nó sẽ đi thăm một chuyến nữa rồi nó về mình sẽ tổng kết toàn bộ cái một đêm cờ cuốc cho các bạn xem nha. Tổng cộng coi bao nhiêu đánh coi bao nhiêu con nha mấy bạn. Tại vì hôm nay cái clip mình không có đánh, không có đếm chắc sáng, chắc tối không à. Rồi, chào rồi, mấy chào bạn buổi tối nay đi. Rồi. Rồi hẹn sáng gặp lại sáng nha mấy bạn. Mình gặp lại nha mấy bạn. Rồi. Cái này thì mấy anh em mình về tắm rửa ngủ nghỉ thôi, mưa quá trời lạnh mấy bạn ơi. Đầu nãy mắc mưa xỉu. Nãy đục mưa luôn. Rồi, sáng mai em mình thăm cút nữa rồi mình về tổng kết nha bạn xem. Lý do sáng mai anh em mình đi sớm mình cũng có công việc nữa nên là mình không đi theo quay nha mấy bạn. Mấy anh em mình đem về mình sẽ tổng kết số thành quả cả nguyên đêm đánh cờ cuốc cho mấy bạn xem nha. Đêm nay mấy anh em mình chơi lớn mà. Rồi hẹn mấy bạn clip sáng mai nha. Rồi xin chào tất cả buổi sáng nay nha. Giờ này khoảng 6 giờ rưỡi các bạn ơi.
Giờ mình tổng kết cái thành quả tối mấy anh em mình đi đuổi cà cuốc nha mấy bạn. Giờ đây là thành quả anh em mình tối đi bảy lưới nha. Tối mình 8 tay nha mấy bạn. Thì 4 tay ở chỗ miếng cá cũ đó, nó dính có mấy con à, có 3-4 con à, còn lại là dính 4 tay mới ở trên kia nha mấy bạn. Để tới sáng thì có 4 em đã hy sinh. Thì, này thì khoảng chắc khoảng 4 ngoài con mấy bạn ơi. Này chắc khoảng 4 mấy con. Giờ sáng nay mình định đợi anh em nó đi thăm buổi sáng đem về, nó do mình có công việc nên mình thôi tổng kết cho các bạn xem luôn, nó đi thăm cái này chưa về nữa. Hy vọng số sau khoảng chục ngày nữa nha mấy bạn. Cái này chưa về nữa thôi mình tổng kết cho mấy bạn xem rồi mình còn đi công chuyện nữa, sáng nay đi thôi đó. Rồi thôi cà cuốc trúng đậm của anh em mình nha, 40-50 con anh em mình trúng lớn rồi, một đêm một bao nhiêu đây là trúng lớn nha bạn. Mà sáng nay mình chưa có nghe mình chưa đem về nữa, nếu đem về thì khả năng 50/50 đi dắt này chưa về nữa mấy bạn ơi. Rồi thôi cho anh em mình kết thúc clip này. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Tối sáng nay anh em mình nó đi thăm bầy gắn nên nó tự quay luôn, còn mình kẹt chuyện mình đi thôi rồi. Rồi hẹn cả nhà ở những cái video tiếp theo nha. Mình còn đánh một đêm hai đêm cà cuốc nữa là hết mùa rồi mấy bạn ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nha.